phật dạy này thiện hiện như lai cũng vậy biết tất cả pháp đều như sự biến hóa nói tất cả pháp đều như sự biến hóa tuy có việc làm nhưng không chân thật tuy độ hữu tình nhưng không sở độ như vị được biến hóa hóa độ hữu tình như vậy này thiện hiện các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa nên biết các vị mà phật đã biến hóa ra tuy có làm việc mà không chấp trước cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp đều như sự biến hóa thì như lai cũng vậy như vậy thì phật cùng hóa nhân có gì sai biệt phật dạy này thiện hiện phật cùng hóa nhân và tất cả pháp bình đẳng không sai biệt vì sao này thiện hiện vì sự việc mà phật đã làm thì hóa nhân của phật cũng có thể làm thiện hiện bạch phật nếu không có Phật, hóa nhân của Phật có thể làm Phật sự chăng? Phật dạy có thể làm. Thiện hiện bạch việc đó như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện như ở đời quá khứ, có một đấng như lai ứng tránh đẳng giác, tên là thiện tịch tuệ. Khi việc tự độ và người đáng độ đều đã độ xong, nhưng không có Bồ Tát đảm nhận việc thọ ký, Ngài bèn biến hóa một vị Phật để trụ ở thế gian rồi tự nhập cảnh giới Niết Bàn. Tuyệt đối, bấy giờ vị hóa Phật kia làm các Phật sự trong nửa kiếp, sau nửa kiếp thọ ký cho một vị Đại Bồ Tát rồi thị hiện nhập Niết bàn. Lúc bấy giờ hàng trời người A Tố Lạc vân vân đều cho là Phật kia nay nhập Niết bàn, nhưng hóa thân Phật thật không khỏi diệt. Như vậy nảy thiện hiện Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tin các pháp đều như sự biến hóa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch thế tôn nếu thân như lai cùng hóa thân không khác thì làm sao có thể làm phước điền chân tịnh. Nếu các hữu tình vì việc giải thoát nên đối với như lai cung kính cúng dường, phước ấy vô tận cho đến cuối cùng nhập cảnh giới niết bàn tuyệt đối. Cũng vậy nếu có hữu tình vì việc giải thoát, cúng dường hóa Phật thì phước đức đạt được đáng lẽ cũng vô tận cho đến cuối cùng cũng nhập niết bàn tuyệt đối phật dạy này thiện hiện như thân như lai do tự pháp tánh nên có thể làm phước điển thanh tịnh cho trời người a tố lạc vân vân hóa phật cũng vậy vì do tự pháp tánh nên có thể làm phước điển thanh tịnh cho trời người a tố lạc vân vân như thân như lai nhận người cúng dường khiến vị thí chủ ấy hết sự sanh tử phước ấy vô tận hóa phật cũng thế nhận người cúng dường cũng khiến cho thí chủ ấy hết sự sanh tử phước ấy vô tận